Nay chỗ mình nhận một cao quen cho anh em. Con này là con Minker. Minker đời cao nè. Thì con này của một người bạn sửa mô tô phân khối lớn sẵn qua đây cho mình, để mình cũng có kinh nghiệm hai thầy luôn. Thì mình làm nổ máy rồi, dọn dẹp rồi. Bây giờ thay nhớt. Cái xe hai thầy á, cái nhớt này nè. Đó. Quá lâu rồi, chắc cũng phải một năm mấy, hai năm không thay. Nó sảm ra màng. Thì cái xe hai thì á, động cơ hai thì á, cái nhớt nó không có lên bôi trơn vàng bê tông bạc. Đó. Nó chỉ nằm ở dưới nè, nó nuôi hộp số và nồi thôi. Nhưng mà nó vẫn cái nồi ra dơ nè, với lại nó cũng vẫn dơ tại vì cái hai thì bạc nó lỏng. Cho nên là mình cũng nên thay nhớt, nghĩa là sẽ không thường xuyên hơn so với xe 4 thì. Có nghĩa chiếc xe 2 thì này mình có thể 10.000 cây mình mới thay một bình. Có thay một lần nhớt, 10.000 cây vẫn thay một lần nhớt vẫn ok. Nhưng mà bắt buộc phải thay, con này là quá lâu rồi. Nhớt thả ra chỉ có hơn 1 xị thôi. Phải 1 xị. Nhưng mà nhớt xe này nó tầm 800 đến 1 lít lận. Cho nên là anh em cũng để ý việc thay nhớt cơ xe 2 thì nha. Xe gì cũng làm được hết kìa. Anh em nhớ search cái trên Google Maps Turbo VN là nó ra nha. Mình nhận làm tất cả các dòng xe. Từ con gọi là phi thuyền mặt đất, tới CB400SS, tới Subandit, CB1000, tất cả BMW, CBR, tất cả các dòng xe từ thấp đến cao làm hết. Bên kia có con GB400 nữa làm hết, không ngại con nào cả. Anh em có gì ủng hộ mình nha. Subo VN. Số điện thoại là 0963111129 hoặc 0973756486. Cảm ơn mọi người.